Đó, đầu bò của anh trai ở Sài Gòn ha, cũng đã vệ sinh sạch sẽ xong hết vậy nè. Bây giờ là tiến hành em sẽ gáp vô như này. Bao đẹp trai ha. Đó, giờ là tiến hành cạo gon lòng ra nha nè. Đó, cuối cùng thì cũng cạo xong nha nè. Nó quan trọng cái mặt này lắm nha. Nó bằng phẳng như jean luôn. Đó. Tại đem gáp xe là không có chất keo nha nè. Đây lòng của anh trai ha, hồi lúc vệ sinh xong rồi kiểm tra ha. Cạo gon chân lòng ha, giờ là cho nhớt vô nha anh em và thử. Không, trái bít tông nè, anh em coi nè. Đó. Trái bít tông zin nha. Nó cực kỳ nhẹ nha, gáp thì xài thì vẫn được thôi nè, anh em thấy không? Đẩy nó cực kỳ nhẹ nha nè. Nè. Đó, đẩy nó cực kỳ nhẹ, xài thì được thôi, nhưng mà đã một lần làm là làm cho nó đáng nha nè. Thì này em sẽ lên code 1 cho anh trai nha. Đó, gáp xài thì vẫn được nhưng nó ăn nhớt nha anh em. Tại cái bạc nhớt nó lỏng rồi. Với một phần nữa là đi thời gian lâu nó sẽ gõ đuôi bê tông nha anh em. Cực kỳ là nhẹ luôn anh em ơi. Đó, chừng nào mà những cái lồng mới tăng đa anh em cầm anh em đẩy đẩy mà cảm giác thấy mạnh tay là xài mới ngon ha. Nhẹ hiệu. Đó, đẩy lên rất là nhẹ. Ý mà tha nhớt ít thôi nha anh em chứ không có nhiều nha anh em. Anh em nhìn nè. Mến chào tất cả anh em gần xa đang xem kênh Phục Tùng Gã Xe của Nguyễn Hùng Vĩnh Long. Ngày mới là kính chúc tất cả anh chị em là thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thì hai chiếc xe đang dọn thì một chiếc của Bình Dương thì cũng đã báo khách á, và clip lên YouTube thì cũng đã hết rồi, anh em xem cũng biết ha. Kế tiếp là chiếc xe của anh trai An Giang nha anh em, thì cũng chờ đầu sơn. Đó. Thì trong thời gian chờ đầu sơn thì đem vệ sinh dần áo cho anh trai ha. Nói chung chiếc xe này á, là dọn sơ gồi với bên An Giang nha nè. Nó không vừa ý mắt khách. Thì đem qua em dọn lại ha. Trong khi chờ đợi đồ sơn ha. Thì em sẽ bắn tẻ qua bên phần cục máy nha nè. Qua bên phần cục máy để cho kịp. Để coi anh trai ở trên Sài Gòn gửi em những gì ở đây ha. Đó, rồi mời tất cả anh chị em là theo chân em đi khui cái thùng ra nha nè. Chà, khủng long giờ dữ nha, giờ khí thế. Sao anh trai, trời ơi, ốc này nó tệ quá anh trai ơi. Mốt anh em mà có gửi máy em á, thì anh em cũng kỹ giùm em này ha. Đó, anh em che cái chỗ miệng xăng lại ha. Ốc tà đầu hết trơn anh em ơi. Đuôi cá, cục máy. Cái này những dây báo sơn nha nè, những dây dài áo sơn ha. Combo bình xăng 997 CAA. NH02 nha nè. Đó, thùng quả ga ở trên gấp này ha. Trái xa xỉ, trái xa xỉ 2000 ha. Đây cục máy, trời cục máy dơ đấy, kinh ha. Cục máy dơ kinh khủng ha. Nắp nhựa nồi bể nha nè, nắp nhựa nồi bể có hàng rồi nha. Đó, máy thì ET12 ha. Quá dơ anh em ơi. Nó thì cũng lấy cái đây ha. Máy này là cái bên nồi có đụng chạm rồi nha anh em. Đó, nhìn thấy là cái nồi có đụng chạm rồi ha. Đầu lòng thấy con zin rồi nha anh em. Ốc đầu bò cũng vậy ha. Này có thai sinh cam chắc rồi. Tại con nắp tròn nè, nó mới cáo rồi ha.
Rồi bây giờ là tiến hành vệ sinh nha anh em. Cục máy là MT nha anh em. 0024213 ha. Trời ơi nhông sinh dĩa. Tới cu le. Nói về ga thì không phải đúng của quay Thái 110 nha anh em. Tại em gáp xe thì em nhìn em biết nha anh em. KGS này nha. KGS. Ha, cái này của dây ga 100 nha anh em. Co xăng thì 2000. Đó, bình xăng nè anh em ơi, bình xăng nó xét nó sơn luôn nè. Rồi dán cái chung dưới luôn nè, anh em thấy keo không? Rồi đi gam lại cho khách ha. Vệ sinh lại ha. Bình xăng này cái kéo e dưới cũng sắp gãy nha nè. Nè, có dấu nè anh em thấy không? Nó dảnh nè, không cái này không dám bẻ đâu nha. Mốt mà mấy anh em mà có gửi mà những bình xăng vậy nè, anh em kiếm ngay chỗ này là dễ gãy nhất nha nè. Đó, cái dây kéo e nè, chỗ này dễ gãy nhất, anh em kiếm cái bọc xốp á. Anh em quấn lại kỹ giúp em ha. Đó, gãy nói chung đi tìm xăng cũng khó lắm nha nè. Chứ không phải dễ ha. Giờ là tiến hành ngâm quá chất rửa nha anh em. Quá chất chiên chỉ nhôm nha. Còn bên đây rửa đồ cá ha. Đó, anh em coi cái báo số nè. Đó, nó mòn cái thao ở trong ha. Rồi nó sẽ mài dưới gạch ha. Đó, bây giờ nó lúng thêm nữa nè, dán keo nữa không. Anh em sẽ thay lại cho khách cái khác để gã xe whip ha. Đó, mới vệ sinh sạch sẽ bây giờ thì tháo nha anh em. Lửa chuẩn KGD nha anh em. 27400 ha. Đắt 2000 anh em. Nhưng mà cái nắp lửa là anh em thấy không? Đó, nắp lửa là cao ha. AB trừ 1. Nè, qua lăng thì có phan 3 chấm ha. 24 tháng 6 năm 2000 ha. Rồi, cái này nồi mới luôn nha anh em. Cò muỗng còn xài là ok nè ha. Nồi mới nha anh em. KFM nè, anh em thấy không? Nè, gòn mới luôn nè anh em thấy không? Dên đẹp mà nha anh trai. Nè, lò xo mới luôn nè, không? Ốc mới luôn nè. Để coi hỏi khách coi có làm lại đúng nồi 110 không? Này nồi 100 nha anh em. Đó anh em coi ốc nè không? Ốc tăng cam nè. Bỏ nha nè. Thêm cái cốt đạp nè, cốt cần móc số nè. Đó để thay luôn nha nè. Đó gã bộ nồi mới thay được cái cần vô số nha. À, nên thay cần khác nha. Bánh tì trung gian anh em ơi, chai cứng thâm chưa. Xe này có thay sinh cam rồi ha, rốt cuộc không phê ha. Nói chung dên lóc thì ok nha nè. Ở đây em chơi tiễn cốt cần móc số là phải thẳng băng vậy nè, không có cong, làm bia nó cũng không có bị hư luôn nha. Nè anh em xem. Găng cỏ là tua tủa luôn nha nè. Đó. Không có bị dập cái chỗ nào hết. Đầu là bao đẹp ha. Cái phần củ đề thì em cũng đã vệ sinh rồi ha. Đó, thì anh em xem những giây phút trước thì thấy cái vỏ này nó bị xét nha nè. Nó bị đốm đốm đây nè. Đã mình dọn cục máy cho nó đẹp, sơn ba miếng lóc thì đương nhiên củ đề này không thể không gam lại nha anh em. Đây. Nói chung gam này là hên xui nha anh em, hên xui miếng tem còn giữ lại được hay không giữ được nha. Tại mình đưa vô cái lò, cái hồ nè, để đưa vô cái hồ á, nó nhúng có điện vô đó. Công nhận cái tem nó còn dính cứng nha. 500 cực kỳ vip nha nè. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái lỗi nè anh em thấy không? Cực kỳ dày luôn ha. Đó, cực kỳ dày luôn.
cụ đề này em nghĩ là mới bung gan lần đầu thay than à, đế còn zin nữa nè anh em thấy không. Đó. Cứ đế quay thái 110 đựng than to là ớt em 522 9F là ok nha nè. Em zoom lên cho anh em xem cái số ha. Đó. 522 9F ha là ok nha anh em. Đó. Ở dưới đây thì nó sẽ có cái miếng thun đỡ nha nè. Đó, miếng nhựa đỡ ha. Đây tiếp theo nữa là lò xo zin vẫn còn nha, đúng lò xo zin 110 nha. Ừ. Ga lên cho thay than ha. Đó, vẫn còn luôn nha nè. Đó, nhông đề 110 là 2 tầng nha. Nói chung cụ đề này còn rất là đẹp nha nè. Thôi bây giờ là mời tất cả anh chị em là theo chân em đi gác cụ đề vô nha nè. Đó. Bao đẹp cho anh em ha, vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Giờ là chỉ gáp vô và tha mỏ bò thôi nha. Đem chơi than lớn của 110 nha nè. Than của phu 1 quá nè. Đó. Gam là hết cho đẹp nha nè. Đó, ghiền có một con ốc ha. Chủ nó thay bị tài. Đem sẽ thay một con xé bịch da băng luôn nha nè. Chỉ có hư con thôi. Hư con nào thì em thay con đó anh em thôi. Chứ không phải là thay hết nha. Đó. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Giờ là tiến hành em sẽ lắp ráp vô nha nè. Thà mỏ bò lắp ráp vô. Đây, 110 nha anh em. Đây than zin 110 than to nha. Đó, đa số anh em mua than alpha không. Nó đầy học luôn rồi nha anh em. Nó đầy học luôn ha. Đó, còn than cũ á, than cũ à. Đó, chủ xe thay than 100 nè. Đó nè. Thấy không? Anh em thấy nó hở không? Đó, anh em thấy nó hở không nè. Hở một phút luôn nè anh em thấy không? Đó, vô lần than zin cho anh em nè ha. Đây em chơi đầu zin hết nha nè, thích chơi phải đúng chuẩn ha. Giống như nhà sản xuất luôn nha anh em. Đựng cho nước vô anh em. Đó, cuối cùng thì cũng xong nha anh em. Đề này em bao nhẹ cho anh em luôn. Dây nhợ là ok ha. Đó, vệ sinh sạch sẽ quá mà keo luôn. Đó. Tiếp tục vô cái đầu bò anh em ơi, chúng ta mới vệ sinh sạch sẽ xong rồi ha. Giờ cam cò của anh trai ha, ok còn đẹp nha nè. Cam mã zin nó nằm ở đây nha nè, đây nè, số 82 nha nè, 82 ha, cây cam còn đẹp nha, mặt đạn zin hết, NTN da băng ha, hai cây cò ha, cây lửa cây xăng ha, còn đẹp nha nè. Chưa có dấu chỉnh lần nào hết trơn nha anh em. Số 2 và 96 nha anh em. Cò đẹp nha. Bây giờ là tiến hành vô thôi anh em ơi.
tiếp là bộ nồi ha, em mới mua chia được của anh em. Bộ nồi này em có test chạy thử nha anh em, đi cực kỳ mạnh ha. Nhưng đặc biệt một cái á, là ba càng trước có làm rồi nha anh em, có làm rồi nha. Đây là anh em thấy không, còn tất cả nồi sau là zin tất tần tật hết nha anh em. Đây zin tất tật hết, đúng chuẩn đát 2000, bao giọng bao hú luôn. Nồi này em đích thân em gã nha anh em, đích thân em gã, em có làm dấu luôn nha anh em. Đó, cái chuồng heo sao cũng vậy luôn, gơ dọc không bao giờ có nha nè, gơ dọc không bao giờ có này, thì em sẽ vệ sinh cho khách ha, vệ sinh ha. Đó, em qua làm dấu nè, anh em thấy không nè. Đó, cái này thì em cũng đã báo với khách rồi nha anh em, nói chứ khách cũng do quyền quyết định của mình, nhưng mình cũng phải báo với khách một tiếng nha nè, chứ không phải là tự ý làm theo ý mình ha. Đúng là lòng đền lót lưng 2000 ha. Nè, bố là bố zin luôn nha, bố zin luôn nha. Đó, bố zin 107 nè anh em thấy không? Đó, 107 nè. Đó, FT nè anh em thấy không? Đó, FT nè. Thì em cũng có báo khách nồi sao đi là không tuột. Nhưng mà một lần khó thì em góp ý cho khách sẵn là thay 4 lá bố xào nha anh em. 4 lá bố xào hàng của Thái ha. Bốn lá số bố sàn của Thái, sẵn em mở ra coi mấy cái lá sắt ok không, sẵn thay luôn lá thắt sắt thắt mới Thái nha nè, không có nhiều tiền á, với 4 lò xo cho nó biết ha. Ở đằng trước thì mình sẽ thay lại cái đế ba càng nha nè. À cây bố nha nè, bố 99 ha. Nè anh em thấy không, hàng xe chữ LK to đùng ha. Đó, bố 99 cho anh trai nha. Thì cái chuông này vẫn xè lợi không tán nha nè. Tại bố 99 nó dày ha, vẫn xè lại. Đây nồi đi rất là bắt nha anh em, nó tại khách này muốn chơi zin nó chỉ có ba càng thôi, bố thôi là nó dán bố cước nha nè, dán bố cước bởi vì đi nó lực lắm. Thôi bây giờ là tiến hành bung ra nha nè, bung ra ngoài vệ sinh để thay cho khách ha. Giờ vệ sinh nhôm anh em ơi, quá dơ nha anh em. Em sẽ vệ sinh trắng như nhà sản xuất luôn nha. Đó. Cái này là ăn em yên tâm, không có sợ đen nhôm nha anh em. Đây, cốt 1 nha anh em. Hàng zin ha. Trái mới luôn nha anh em. Không phết 25 KFL ha. Đây, bạc đây. Đó, đúng bạc zin là nó có số đây ha. Đó, GN ha. Và ở đây số 25. Rồi, bây giờ là tiến hành đem cho thợ nó sấy nha anh em. Thì lòng cũng mới sấy về nha anh em. Đó. Trái mới, bạc mới ha. Đó, cốt 1 nha anh em. Đó, thì cũng báo nhẹ cho anh trai ha. Đó, để giá vốn gò lòng, gò lòng tồn này ha. Đó, anh trai chơi luôn. Đây. Đó, gò lòng tồn, gò kỳ tác tồn và gò bốn lỗ tồn nha anh em. Đó, gò lòng là nó là mắc nhất ha. Đó. Bánh tì theo xe, whip nha, mềm mèo luôn nha anh em. Đó, hai gò áp suất bắp ha, 11.000 gò ha. Chơi gòn Việt Nam được rồi anh em ơi. Đó. Gòn này là gòn của cổ hút nha anh em. Hai nắp ha. Ốc đầu bò. Đó, bánh lòng. Đó, giờ mời tất cả anh chị em là theo chân em đi gáp nha anh em.
nha anh em, thắt cao ha, nó dày hơn của hàng Việt Nam nha. Thì anh em xem những cái clip trước cũng biết rồi ha. Ford này còn xài ok để lại xài nha anh em. Ford zin theo xe. We'll be right back.
số nha anh em, hàng tiễn ha. Đó, thay cái ốc và cái lông đền luôn ha. Đó, có cái cửa lên nha, hồi cũ nó mòn hết trơn nha anh em. Đó, mặt là bao thẳng nha. Kế tiếp là bây giờ là vô bộ nồi nha anh em và canh chỉnh bố trước bố sau cho khách ha. Đó, thì em cũng đã sắp ra rồi ha. Đây bà càng hàng niêu thái nha anh em, KFL to đùng nha anh em, chữ KFL to đùng ha, xài bố zin hết lại cho anh trai nha. Đây, đó là thấy không, bố zin nó vô đây nha anh em. Để xích lên nha nè. Đó, cho lò xo vô. Lò xo theo xe còn mạnh nha nè, lấy ra cũng trần thân đã khởi nha. Đó, lò xo theo xe ha. Bố xài bố niêu thái nha nè. Đó, bố niêu thái. Đúng bố zin ha. Đây. 107 nha anh em. Hàng mới thái á, là chữ 107 nó gần, còn hàng theo xe thì 107 với FB nó FT nó xa nha anh em. Có chữ gia quang nha nè. Đó. Bốn lò xo cũng xài xe bịch thái luôn nha nè, cho nó lực cái bộ nồi nha nè. Đó, lấy cái bịch này lại mình xiết ốc ngon lắm nha nè. Tại mấy cái bịch này nó dẻo anh em, anh em để dành lại xiết ốc cực kỳ ngon ha. Thì em cũng mới vô bố sắt rồi zin hết trơn nha em. Đó, cái mặt nhôm cũ chưa vớt nha, nhưng mà mới thay bố mới vô cực kỳ ngon luôn anh em ơi. Nè, cái mặt cắt mà anh giờ cái này mà muốn đi bắt thêm một chút xíu nữa, lấy một miếng sắt zin này ra ha, thả miếng sắt của Đài Loan nó dày hơn chút xúc đó nè, dày hơn cả anh em á, là đi nói chung là lực lắm thôi. Nhưng mà cái này của anh trai lớn tuổi ha, để về cho đi ha. Còn riêng cái bà càng nha anh em, đây nó bà càng 99, bộ nồi này thì bộ nồi 2000, nhưng mà em sẽ phan ba cái chân nè anh em thấy không, mình không có thay đế ha, xài bà càng 99 đó. Tại bà càng 99 là bố nó dày ha, bố nó dày thì đương nhiên đưa vô đây anh em thấy không, để về đi vẫn được nha anh em.
nè, cái độ hở của nó nè, anh em thấy không, đi vẫn được nhưng mà nó không ngon nha anh em. Nó không ngon có nghĩa là sao, là cái lằn chuông này nè nó đã có dấu của bố cũ ha, dấu của bố cũ nè, anh em thấy không đó, thì không ngon. Em sẽ đưa thợ tiện nha nè, đưa lên thợ tiện nó sẽ đi nhẹ ăn dèm ha, là bao cho anh em về đi bắt nha anh em. Ở nồi thì cũng mới đi vớt cái chuông về anh em ơi. Ở bây giờ là tiến hành gáp vô ha. Nồi này đi bao lực cho anh trai nha anh trai. Đó. Chuông zin ha. Chỉ thay ba càng rồi ha. Thay ba càng mới nha anh em. Đây còn nồi sau nè. Thay 4 lá sắt mới. À lộn, 4 lá phíp mới. À 3 lá sắt mới và 3 4 cái lò xo ha. Đó đem siết cứng cáp được luôn. Sạch sẽ ha. Chuồng heo đây, họ gờ tới không bao giờ có nha nè, cứng ngắt luôn. Đó, những cái bộ nồi đi mới ngon ha. Đó, bây giờ là tiến hành vô nha nè. Tán là tán theo xe ha, này em tặng cho anh trai nha anh ta. Đó, hàng tiễn theo xe ha. Câu nồi ha. Thank you.
này nè. Tán này ha, ho hả, tán cũ của anh trai nó bị tà hết rồi ha. Mình lấy ra vậy mới bắn được nha anh em. Này mới cho súng này vô bắn được nha. Đó, anh em thấy không? Đó, những cái khía này không phải là vô đây hết rồi nha. Đó, anh em bắn cho siết cho cứng ha. Cái nào ngay thì anh em đưa vô nha anh em, cũng như cái này nè. Đó. Cái này ngay nè, anh em thấy không? Đó. Đó, còn mấy cái này anh em đưa sát vô thôi. Xong. Cái này cũng quan trọng lắm nha anh em. Thùng lòng của anh trai thì lúc gửi xuống thì có hai thùng, thiếu một cục ha. Giờ em sẽ xé bịch thùng mới luôn nha anh em. Đó, thiếu cục nào thì em thay cục đó chứ không có thay hết nha anh em. Thùng cục to. Đây nè, đó. Cuối cùng thì lóc sơn cũng đã về nha anh em. Đó thì em sẽ phơi bài ra đây đó, cho anh em xem ha. Đó, trước tiên bây giờ cái lóc nè, sơn cực kỳ đẹp nha nè. Đó, anh em nhìn coi, không khác gì lóc mới vậy nha nè. Nhưng mà đồ theo xe là miễn bàn ha. Đó. KVTHM-2 ha. Gòn là em cạo là bao cho anh em ha. Đó. Sơn là bao đẹp nha nè. Tới lóc lửa đây. Đó. Lóc lửa đề cao ha. AB-1 nè ha. Đó. Bao đẹp luôn nha. Đuôi cá là KF là F-2 ha. Đó. Đây cặp thun ha. Thun là thun theo xe ha. Đó, thun theo xe. Xài ok nha anh em, còn dẻo nha chứ không phải chơi mà hàng cứng chai nha anh em. Hai cái gon nút năm điện ha, chơi Việt Nam được rồi. Còn hai cái gon nắp nồi nắp lửa cũng chơi gon Việt Nam hồi xưa nha anh em. Đó, hai mặt xanh đàng hoàng nha. Đây em không có chơi mà mặt xanh mặt vàng nha. Đây em gáp là không chắc keo nha anh em. Đó. Đây phốt cần đạp nha. Đó, phốt cần đạp ha. Phốt là phốt tồn nha anh em. Còn cái một duy nhất ha. Con này con cổ bô nha anh em. Nắp nhựa niêu thái ha, niêu thái nha anh em. Đó. Ba con ốc theo xe gam lợi ha. Đó. Ốc này gam lợi, riêng con tán thải xài con tán xé bịch thái nha anh em. Anh em con tán là chưa có dấu dặn mở ra vô luôn ha. Riêng cái gon ngay chỗ nằm ngay đây nha nè. Thì chơi xé bịch Việt Nam nha nè. Đó. Tì thâm nhớt ha. Với cái gon đặc biệt là nắp mới mình phải chơi cái gon mới nha nè. Gon mới với cây mới nha. GN5 ha. Đó, gon zin ha. Đây cuộn lửa cũ nha. Đó. 27400 KGD nha nè. Đó, lửa cực kỳ đẹp ha. Ốc theo xe gam lợi ha. Đó. Còn ở đây thì bốn cạc gô, hai bên lửa hai bên nồi nha. Đó, bây giờ là mời tất cả anh chị em là theo chân em ha, đi tiến hành làm cái này nha anh em.
vô lóc nồi nha nè. À, vô nha. À, không có chắc keo nha nè. Anh em thấy không? Keo cho chai nè, khỏi lòi bị vô nước luôn nha. Cuối cùng thì cục máy của anh trai ở Sài Gòn cũng đã xong ha. Bây giờ em đã lật ngược lại, em sẽ quay máy dưới cho anh em xem ha. Thì cái cách bên em phục dựng lại cái cục máy hay sao ha. Đó, cục máy này của anh trai gửi cục này là cục thứ ba nha anh em. Đó. Vệ sinh sạch sẽ cho anh em hết ha. Đó, cũng có nhiều anh em mới tập chơi á, những cái gon mà nó thừa như vậy này, con zin nè. Mà kêu cắt anh em, nói chung cắt thì 1 phút 30 giây thôi nhưng mà nó không được đẹp nha anh em. Nó chỉ có xe Trung Quốc á nó mới có cắt liền ha. Còn những cái xe quay Thái cho 10 nó chỉ có gon lốc giữa nè anh em thấy không? Đó, nó liền lạc ha, còn gon lốc nồi nè. Đó, gon lốc lửa nó sẽ dư ra nha anh em. Đó. Đây em sẽ quay từ từ chi tiết cho anh em ha. Đó, thì anh trai có xem được cái clip thì anh trai xem từ lúc hoàn đầu á, giờ là đã xong cục máy rồi anh em. Thì biết thay những gì ha. Cục này về đi phê lắm nha anh em. Đó. Em sẽ quay từ từ ha. Nói chung cục máy này nó đẹp nha nè, găng cỏ được ok hết ha. Ba miếng lốc đi sơn lại nè, cốt em thay cho anh, cốt theo xe tuyển chọn VIP nè, thẳng băng ha, găm zin ha. Nói chung cái này không có gam lại nha nè, tại cái bụng giữa này không có chẻ ra, tại cục máy cây dên nó còn ngon nha nè. Đó, cốt đạp nè, chừng nào mình mở cái bụng giữa ra ha, mình mới đi gam được cái cốt đạp nha. Còn mình làm nồi thì cái cốt số gam vẫn được, nhưng mà thấy cái đầu nó còn đẹp thì để lại cho anh trai luôn nha, thì chỉ gam ốc thôi. Đó, những con ốc mà hư thì đã thay mới nha nè. Đó nè, anh em thấy không, ốc đầu bò gam ửng vàng bao đẹp cho anh trai nha. Đó, lóc sơn là bao đẹp ha. Sẽ quay cái mặt trên cho tất cả anh chị em cùng xem ha. Thì anh em xem từ cái phần đầu đó, đây là phần kết nha anh em. Đó, anh em thấy không, đó về là anh trai là chỉ đổ nhớt vô mà chạy thôi ha. Đây em chỉ làm máy zin thôi nha anh em, làm máy zin ngon bóc ha. Ngoài ra xe độ chọt là em không có làm nha anh em. Với một phần nữa là tất cả những cái cục máy anh pha lên cho 10 em cũng không nhận nữa nha anh em. Đó, mong em thông cảm, em chỉ chuyên một dòng về Thái thôi, ngoài ra tất cả xe khác em không có làm. À, cả tuần nay rồi, nói chung cũng có rất là nhiều anh em gọi hỏi ha, anh pha up lên 110. Đó, mong anh em thông cảm ha, đừng có buồn em nha, tại em chỉ đam mê một dòng này thôi. Đó, giờ em sẽ quay từ từ một lần nữa nha. Đó, vệ sinh cho anh trai là sạch sẽ hết nha anh trai. Đó, thì cái chỗ gam ốc này nè, anh trai anh cũng biết luôn nha. Đó nè, anh em thấy không, cái đít đề nè hồi cũ nó hí gớm mà bây giờ gam là anh em nghĩ là em kêu gam ửng vàng lên nhìn nó đẹp lắm, hơn cái là cái tem của cụ đề nữa, nó không chóc nha nè, trời nó đẹp luôn nè.
xài biết chừng nào hư nè, anh em chịu rửa là biết nào hư. Sạch sẽ cho anh em hết nha, đây em dọn máy là anh em yên tâm. Đó, em thấy không? Thì dọn máy thì cũng có nhiều anh em hỏi giá bao nhiêu này bao nhiêu nọ ha, thì không có cục nào giống như cục máy nha anh em. Đó, thì bung ra mới biết được ở trong đó, thay những gì em sẽ báo cho anh em, hoặc là anh em tự mua gửi em vẫn thay bình thường nha anh em, chứ không phải là anh em mua phục tùng gửi em không làm nha, vẫn thay bình thường, em lấy tiền công vệ sinh với tiền công lắp ráp ha. Đó, thì cục máy của anh trai này là cục thứ ba nha anh em. Đó. Đó, thì anh em xem từ cái phần mà nhận cục máy cho tới hoàn thành như thế này á, thì anh em thấy nó khác xa một trời một vực nha anh em. Đó. Thì gon tồn thì có mấy miếng thôi nha anh em, nó không có nhiều nha. Đó. Tại máy này á, là đầu lòng ở Tân Đa, nồi thì nồi bung rồi nhưng mà lòng á, nó đã bị xước, nó lên cốt cho khách luôn, lên cốt một luôn. Đó, nhưng đặc biệt anh trai anh gì anh đừng có kéo liền nha anh trai cũng phải gô đai cho nó nhẹ cái phần cái lòng ha. Còn đầu bò thì về vệ sinh xé xúc bắp thay phót chân kích cái là gáp vô thôi nha anh em, nó chứ ngoài ra không còn làm gì hết. Cam cỏ nó còn đẹp, nó xúc bắp cũng còn zin hết ha. Rồi thì em cũng xin cảm ơn anh trai ha, đã ủng hộ em cục này cục thứ ba ha. Đó, còn những anh em nào muốn dọn máy thì anh em cứ xem tham khảo trước mấy cái clip đi nha anh em. Đó, chứ em không có báo được, em đâu có biết cục máy của anh em bị gì nên không có báo được. Thì gửi xuống em, nếu chung mà tin tưởng với nhau thì gửi xuống em sẽ bung ra và quay clip như thế này ha. Cái nào hư em báo, cái nào xài được em để lại xài, còn cái nào mà không xài được á, có thể đây em thay cho anh em, hoặc là em đưa cái món đó hoặc cái mã đó cho anh em mua gửi xuống em. Đó, thì em sẽ gáp thành cục máy cho anh em như thế này ha. Cái số điện thoại của em có chèn ở bên góc phải màn hình cho anh em. Rồi, clip dọn cục máy của anh trai ở Sài Gòn tới đây em xin kết thúc nha anh em. Chúc tất cả anh chị em gần xa xem clip của em vui vẻ. Nếu thấy clip hay và em mến kênh phục tùng của em, hãy ủng hộ một like một đăng ký kênh nha, để em có động lực ra những video tiếp theo để phục vụ anh em đam mê dùng cái thái 10 ha. Rồi, hẹn tất cả anh em những clip tiếp theo nhé.